tôi chưa chị chị ngang 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 Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý, các nghệ nhân, các hội, nhóm, nhà vườn, khán giả yêu thích môn nghệ thuật cây cảnh bonsai thân mến. Trước khi vào chương trình, nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất, tôi xin chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nghệ nhân, các hội, nhóm, nhà vườn, khán giả lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Chúc buổi khai mạc hội sinh cảnh thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, nhân dân cả nước đang hân hoan chào đón xuân năm 2018, xuân Mậu Tuất. Nhân dân địa phương xã Tân Dân đang tưng bừng chuẩn bị lễ hội truyền thống của làng hàng năm. Hội sinh vật cảnh xã Tân Dân được sự cho phép của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức trưng bày sinh vật cảnh bonsai lần thứ nhất tại Nhà văn hóa thôn Thượng Triều hôm nay. Kính thưa quý vị, yêu cây cảnh nghệ thuật bonsai là điểm đến lý tưởng cho tâm hồn nghệ thuật. Mỗi tác phẩm là một công trình nghệ thuật thể hiện đậm đà tính dân tộc, nhân văn cao cả, tính thẩm mỹ độc đáo. Người xem có thể cảm nhận được sự sáng tạo, lòng đam mê, tính kiên trì và quá trình lao động cần cù của mỗi nghệ nhân, thể hiện rõ ràng sao thoa giữa người và thiên nhiên, bộc lộ rõ ràng tinh hoa thiên nhiên xanh kỳ vĩ. Tuy nhiên, để tạo ra một cây cảnh bonsai đẹp vẫn phải phụ thuộc vào tài năng, kinh nghiệm, cảm hứng nghệ thuật, sự tìm tòi, khám phá, có niềm đam mê, có thú chơi, tao nhã, mang tính nghệ thuật mới thành công một tác phẩm. Các nghệ nhân cho ra đời những tác phẩm đẹp, độc đáo, đồng thời đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Cổ kỳ mỹ văn, cổ tức là thể hiện đạo tác lâu đời của tác phẩm, kỳ là sự kỳ công của các nghệ nhân, mỹ là vẻ đẹp mê hồn của mỗi tác phẩm, văn là thể hiện rõ ràng tính nhân văn. Kính thưa quý vị, hội chúng tôi tổ chức trưng bày cây cảnh nghệ thuật bonsai lần thứ nhất để chào mừng lễ hội truyền thống của làng, là một trong những hoạt động văn hóa ý nghĩa đặc biệt được giao lưu học hỏi kinh nghiệm các nghệ nhân, các hội, nhóm, nhà vườn yêu nghệ thuật bonsai khác để phát triển kinh tế, góp phần đẩy lùi và xóa bỏ tệ nạn xã hội. Trưng bày cây cảnh nghệ thuật bonsai là sân chơi thú vị cho những người yêu hoa, yêu nghệ thuật, là sự gắn kết đỉnh cao của nghệ thuật không giới hạn với thiên nhiên xanh kỳ vĩ. Rất vinh dự cho hội chúng tôi được đón tiếp các quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các nghệ nhân, các hội nhóm, các nhà vườn có mặt hôm nay. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu về phía đại biểu có mặt hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Cao Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, xin hội tặng tràng pháo tay để chúc mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Văn Vân, Chủ tịch Hội Nông dân, xin quý vị cho tràng pháo tay để chào đón. Và tôi xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Trị, Bí thư chi bộ thôn Thượng Triều. Và tôi xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phùng, Phó Bí thư chi bộ thôn Thượng Triều, trưởng thôn Thượng Triều, xin quý vị tràng pháo tay. Với sự góp mặt của các ông bà lãnh đạo của địa phương, chỉ đạo, động viên, giao nhiệm vụ cho hội chúng tôi hoạt động và phát triển bền vững, để động viên, khích lệ tinh thần cho hội chúng tôi. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đặng Xuân Lĩnh, đại diện cho hội, lên khai mạc chương trình. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Tôi là Đặng Xuân Lĩnh, phó ban tổ chức của hội sinh vật cảnh xã Tân Dân. Thì trước hết là tôi kính thưa
các vị đại biểu, kính thưa các nghệ nhân đam mê cây cảnh nghệ thuật trong toàn và toàn thể nhân dân xã Tân Dân. Được sự đồng ý và tạo điều kiện của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành toàn thể của xã, được sự cho phép giúp đỡ của ban lãnh đạo thôn Thượng Triều và hội sân vật cảnh xã Tân Dân cùng với các nhà vườn anh em trong khu vực để tổ chức buổi giao lưu các cái tác phẩm sinh vật cảnh tại xã Tân Dân năm 2018. Thì nhất là tôi xin thay mặt ban tổ chức xin chân thành sự tham gia giúp đỡ của chính quyền địa phương và của thôn Thượng Triều và cùng toàn thể các nhà vườn và anh em sinh vật cảnh trong khu vực. Tôi xin tuyên bố khai mạc buổi trưng bày và giao lưu các tác phẩm sinh vật cảnh. Cũng nhân dịp năm mới thì cho tôi thay mặt cho ban tổ chức hội sinh vật cảnh chúc toàn thể các quý vị năm mới sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Xin chân thành ông Đặng Xuân Lĩnh vừa rồi đã có lời khai hội. Tiếp theo chương trình đến dự buổi trưng bày cây cảnh bonsai nghệ thuật trong buổi chiều hôm nay thì tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị có mặt các ông bà và cũng đã có hoa và quà để chúc mừng cho hội chúng tôi. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Cao Văn Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nên có hoa và quà chúc mừng. Và tôi xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Xuân Lĩnh nên nhận hoa và quà. Xin trân trọng giới thiệu ông. Xin quý vị cho chào phát tay để chúc mừng. Và tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình, nhà vườn của Hồng Thái Đông, Đông Triều Quảng Ninh cũng có hoa và quà để chúc mừng. Xin quý vị tặng một tràng pháo tay để chúc mừng ạ. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Xuân, chủ nhà vườn Ngân Trang lên có hoa và quà để chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà. Xin quý vị tặng cho tràng pháo tay để chúc mừng. Và tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tô Văn Thái, đại diện cho anh em sinh vật cảnh xã An Sinh, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương có hoa và quà chúc mừng hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Vũ Văn Xuyên, đại diện cho anh em sinh vật cảnh xã Thất Hùng, Kinh Môn, Hải Dương cũng có hoa và quà để chúc mừng hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Độ, đại diện cho hội sinh vật cảnh xã Hoành Sơn, Kinh Môn, Hải Dương cũng có hoa để chúc mừng hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Bảy, đại diện cho hội sinh vật cảnh Chùa Tế Vĩnh Hòa, Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh cũng có hoa và quà chúc mừng hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa được chứng kiến những bó hoa tươi thắm và những món quà đầy ý nghĩa của các hội, các nhóm và đặc biệt đại diện cho công ty hội sinh vật cảnh Ngân Trang cũng đã có quà. Và tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Xuân, chủ nhà vườn của Ngân Trang lên sân khấu. Bà có một món quà để tặng cho hội sinh vật cảnh chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà vườn ông Nguyễn Văn An, Hồng Thái Đông, Đông Triều, Quảng Ninh lên sân khấu để có hoa và quà chúc mừng hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông.
xin quý vị một tràng pháo tay để chúc mừng. Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Hữu Hòa, cũng có hoa và quà để chúc mừng hội. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Giới thiệu và kính mời đại diện cho lãnh đạo của địa phương. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Cao Văn Hậu lên có đôi lời phát biểu và chỉ đạo hội chúng tôi một lần nữa. Xin trân trọng và giới thiệu kính mời ông. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể nhân dân, du khách thập phương xa gần, hòa trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân năm mới Mậu Tuất năm 2018, cùng với các hoạt động mừng đảng, mừng xuân, chúc mừng lễ hội truyền thống hàng năm của địa phương. Hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2018, tức ngày 16 tháng Giêng năm Mậu Tuất, được sự thống nhất cho phép của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tân Dân, Ban liên lạc Hội sinh vật cảnh xã Tân Dân phối hợp với Thủ tướng Triều, các nghệ nhân nhà vườn khu vực Hải Dương, Quảng Ninh tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật bonsai tại sân nhà văn hóa thôn Thượng Triều, xã Tân Dân. Lời đầu tiên, thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương về dự triển lãm, xin gửi tới các vị đại biểu, các vị du khách và nhân dân lời kính chúc sức mừng, sức khỏe, năm mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Chúc cuộc triển lãm của chúng ta hôm nay thành công, tốt đẹp. Kính thưa quý vị đại biểu, ngày nay khi đời sống vật chất của nhân dân đã được cải thiện, nâng cao không ngừng, thì nhu cầu về hưởng thụ văn hóa nghệ thuật cũng là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con người. Trong thời gian qua, nhiều người dân đã có thú chơi cây cảnh với niềm đam mê. Họ đã tích tụ được nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật có giá trị về văn hóa, nghệ thuật và thẩm mỹ, góp phần vào tô thêm sắc màu cho cuộc sống tươi đẹp ngày hôm nay. Xuất phát từ niềm đam mê đó và muốn góp phần vào công cuộc nâng cao lễ hội truyền thống của địa phương quê hương, hôm nay các nhà vườn, các nghệ nhân đã quyết định tập hợp những tác phẩm nghệ thuật của mình vào sân chơi văn hóa cộng đồng. Đây thực sự là một nét mới, độc đáo cần được phát huy nhân rộng trong thời gian tới. Tại cuộc triển lãm hôm nay đã hội tụ nhiều tác phẩm tiêu biểu với trên 300 cây thế được tạo hình bằng nghệ thuật trồng, tỉa, uốn từ những loài cây vốn có ngoài thiên nhiên với nhiều hình dáng khác nhau, nhưng đều cho thấy sự công phu, tâm huyết của các nghệ nhân đem đến chương trình những ấn tượng độc đáo, tràn đầy mỹ cảm cho người thưởng lãm. Kính thưa quý vị đại biểu, để cuộc triển lãm của chúng ta hôm nay thành công viên mãn, tôi đề nghị ban tổ chức cần phân công cho các thành viên rõ ràng chức năng nhiệm vụ của từng người, tổ chức hướng dẫn thực hiện, giới thiệu sản phẩm chú đáo, tạo điều kiện để cho du khách được thưởng lãm một cách thoải mái, đặc biệt là phải bảo đảm an toàn về sức khỏe và an ninh trật tự, tạo được dư luận phấn khích, hướng tới tầm cao văn hóa và hiệu quả về kinh tế xã hội trong thời gian tương lai. Kính thưa quý vị đại biểu, hiện nay Hội sinh vật cảnh xã Tân Dân đang hoạt động trong tư thế là một hội sinh vật cảnh tự phát, chưa được sự chấp thuận của cơ quan cấp trên và theo quy định của pháp luật. Thì sau cuộc triển lãm hôm nay, tôi đề nghị ban liên lạc tạm thời sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, đề nghị với địa phương và chúng tôi sẽ phối hợp để đề nghị cấp trên là cho phép hội chúng ta được thành lập và hoạt động trên cơ sở quy định của pháp luật. Thì rất mong là các đồng chí trong ban liên lạc của tạm thời của hội sẽ phối hợp với địa phương để làm sao chúng ta có một cái chính nghĩa là một hội được hoạt động theo quy định của pháp luật. Và cuối cùng, thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương về dự cái cuộc trưng bày triển lãm nghệ thuật cây cảnh bonsai hôm nay, một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu tham dự hội nghị lời kính chúc sức khỏe, năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc cuộc triển lãm của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Tôi xin trân trọng giới thiệu nhà vườn cây cảnh Tô Huy, cũng có hoa và quà lên chúc mừng hội. Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông. Xin chân thành cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, và hội chúng tôi còn nhận được những món quà của ông Lê Tuấn Sồi ở Tử Lạc và Hội sinh vật cảnh Tử Lạc, thị trấn Minh Tân cũng có quà để chúc mừng hội. Thay mặt cho hội, tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, để có được một sân chơi, một không gian lý tưởng để trưng bày các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật bonsai, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và cho phép của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ban ngành đoàn thể xã Tân Dân. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Chi ủy lãnh đạo thôn Thượng Triều. Xin chân thành cảm ơn tới các hội, nhóm, các nhà vườn, khán giả không quản ngại đường xá xa xôi đem đến hội chúng tôi những tác phẩm đẹp làm ngất ngây khán giả thưởng ngoạn. Tôi xin chân thành cảm ơn các ca sĩ, các nhà tài trợ đã giúp đỡ cho ban tổ chức tôi được tổ chức trưng bày
nghệ thuật bonsai cây cảnh lần thứ nhất tại thôn Thượng Triều, xã Tân Dân được thành công tốt đẹp. Tuy nhiên, hội chúng tôi lần đầu tiên tổ chức còn thiếu kinh nghiệm, mong các quý vị đại biểu và các bạn thông cảm bỏ qua những ý kiến đóng góp, hội chúng tôi xin tiếp thu để lần sau tổ chức được chu đáo hơn. Xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ xin mời quý vị cùng dự tiệc chung vui với hội chúng tôi những món ăn ẩm thực đặc sắc nhất do nhà hàng Gia Minh phục vụ tới tất cả các quý vị. Và quý vị dự tiệc xong, tôi cũng xin thay mặt cho ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời quý vị cùng nán lại để tham gia một live show âm nhạc để mừng mùa xuân, mừng hội sinh vật cảnh của chúng tôi. Một nữa xin trân trọng giới thiệu và kính mời. Để chuẩn bị cho bữa tiệc được chu đáo hơn thì xin mời quý vị cùng đón nghe những ca khúc để ca ngợi mùa xuân, ca ngợi tình yêu. Xin mời quý vị cùng đón nghe nữ ca sĩ Ngọc Mini sẽ gửi đến quý vị những ca khúc rất nổi tiếng. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
bạn ơi, dải đất quê tôi đẹp tươi, có đồng xanh bát ngát chân trời, có dòng sông đang phù sa bao đời, nghe câu hò dịu êm trong hương xuân, xuân quê tôi đang nảy nồng đắm trôi. Kinh Môn ơi, mảnh đất linh thiêng lịch sử bao đời, tiếng ngàn xưa còn vọng về an phủ, trầm tích lung linh thung xanh đất mẹ anh hùng. À, rộn ràng xi măng công trường tấp nập, về với quang trung thất hùng thái thịnh, những cánh đồng xanh mướt lúa ngô non, thắm tình quê thênh thang những con đường.